Xin chào quý bạn, chào mừng quý bạn đến với Toyota Thăng Long. Và trước mắt chúng ta là chiếc xe Toyota Altis. Đây là phiên bản 2019 1.8G số tự động màu trắng ngọc trai, hiện tại đang được niêm yết giá bán là 799 triệu đồng trên toàn quốc. Toyota Altis này với màu trắng sẽ đắt hơn các phiên bản còn lại là 8 triệu đồng. Do đó, các màu sắc khác như màu đen, màu nâu, màu bạc được niêm yết ở mức giá là 791 triệu đồng. Đây là mức giá niêm yết chưa bao gồm các chi phí như trước bạ, biển số, đăng kiểm, bảo trì đồng bộ và chưa trừ khuyến mại. Ở thời điểm hiện tại, chiếc Altis 1.8G này có mức khuyến mại tổng giá trị lên tới 75 triệu đồng, bao gồm trừ trực tiếp vào giá bán và khuyến mại gói phụ kiện bảo hiểm thân vỏ kèm theo xe. Chiếc xe này còn được hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe, tức là các bạn chỉ cần trả trước 15% giá trị xe, cộng với chi phí thuế, đăng ký, đăng kiểm là đã có thể sở hữu mẫu xe Toyota Altis hoàn toàn mới này. Với phiên bản nâng cấp 2019, Toyota Altis sở hữu một diện mạo thể thao hơn, sắc cạnh hơn và rũ bỏ hoàn toàn những cái nét thô cứng của phiên bản cũ. Phần cụm đèn pha được làm nhỏ lại, hẹp hơn nhưng kéo dài sang hai bên, đi cùng với lưới tản nhiệt và hốc hút gió cỡ lớn. Điều này tạo ra chiếc xe có một cái diện mạo khỏe khoắn, thể thao. Ngoài ra, nội thất của chiếc xe cũng đã được thay đổi khá nhiều và nâng cấp thêm nhiều option quan trọng. Ở hàng ghế thứ hai sẽ không có nhiều điều để phàn nàn về độ rộng rãi của mẫu Altis 2019 này. Tuy nhiên, có một điểm hơi tiếc một chút về tiện nghi hàng ghế sau, đó chính là chiếc Altis 2019 này vẫn chưa được trang bị cửa gió điều hòa phía sau. Tuy nhiên, bù lại, hệ thống điều hòa của Toyota Altis đảm bảo đáp ứng luồng gió xuyên suốt và có độ lạnh rất sâu. Ở hàng ghế phía trước, ghế lái được chỉnh điện, ghế phụ chỉnh cơ. Tất cả các tính năng khác bao gồm như màn hình DVD đi kèm 6 loa, chìa khóa thông minh Start-Stop, điều hòa tự động một vùng đều được trang bị đầy đủ trên mẫu xe Altis 2019 này. Về tính năng an toàn, Altis cũng tỏ ra vượt trội khi được trang bị tới 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống phanh ABS 4 bánh và có hỗ trợ phanh lực phanh khẩn cấp. Để sở hữu chiếc Altis này, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo một trong hai số hotline theo vùng miền để được có giá tốt nhất và hỗ trợ tốt nhất về khuyến mại. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.